vậy? Mỗi lần luyện tập tao kêu mày đi luyện tập mày không luyện. Nó lúc nào vậy? Tao đi cái mày làm tao tát rồi. Chứ bây giờ mày giờ người ta đi ngủ luyện tập cái gì không biết nữa. Ngủ cái gì mà ngủ? Mày phải cố gắng luyện tập lên để chúng ta còn thành rồng nữa chứ à. Anh tập đi em đi về em ngủ à. Nè, nói mày hoài sao mày chẳng nghe. Mai luyện tập sao mày cũng lớn khôn. Ta cùng nhau quá thân thành rồng. Cùng nhau bay đi một bước cấp chung. Mày không nghe, mày cứ lì hoài. Biểu làm sao mà quá thành rồng. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Ông trời sinh ra chúng tôi hai thằng đẹp lung linh diệu quyền luôn. Vậy đó mà nỡ lòng nào con người tạo ra các chất độc để cho hai anh em chúng tôi hử phải và trở nên biến dị. Lúc nào cũng xà nẹo như thế này làm sao tôi chịu nổi. Để những lúc tôi vui cười. Hết hồn hết vía à. Hồ bay. Đó, làm sao tôi chịu nổi cái cảnh tượng này đây? Làm như tôi đang nói với không khí hay sao ta? Trời ơi, mày ngủ nữa hả? Vậy luyện tập nè. Ôi cái giờ ta ngủ luyện tập cái gì không biết nữa à. Ngủ cái gì mà ngủ? Đứng lên luyện tập. Thôi anh luyện đây, tôi về tôi ngủ á. Nó, mày cứ như vậy hoài tao sẽ cắt đứt tình anh em với mày. Bộ anh tưởng tôi muốn sống chung với anh lắm hả? Vậy thì mỗi đứa một nơi. Được, đi thì đi. Đi à! Anh đi đường nào? Tao đi đường này. Đi à! Phải tìm cách thôi chứ mình phải chán tìm cảnh sống này lắm rồi đó. Suy nghĩ. Có rồi hả? Tao có rồi. Lại đây. Cách gì? Muốn tách ra thì chúng ta phải quá rồng. Đúng rồi. Mà quá rồng thì chúng ta phải có ngọc. Đúng. Em có còn nhớ Tiết Giao đoạt ngọc và Hồ Nguyệt Cô quá cáo không? Hồ Nguyệt Cô quá cáo. Phải. Em biết rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Anh em chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt Tiết Giao. Bắt Tiết Giao về tế mà hay gì? Chứ bắt ai? Phải bắt con cáo tinh về lấy ngọc của nó à. Lúc đó hai anh em chúng ta sẽ nuốt vào phân thân quá thành rồng mà không cần tu luyện. Giờ thì cũng trong trong rừng luôn. Ta là con bò he trong rừng. Tu luyện 100 cử năm rồi lớn nên người. Mẹ mình kỳ quá à. Lúc nào cũng bắt mình ở trong nhà hết á. Không có cho mình đi đâu hết. Mẹ nói là trong người của mình đang gìn giữ một viên ngọc rất là quý của dòng họ Cáo để lại. Nhưng mà mình thấy một điều là không khí ở bên ngoài rất là đẹp. Ôi bầu trời trong xanh đẹp quá. Ôi các anh chị không khí ơi, không khí ơi, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra lộn. Bắt nó lại. Cháu là ai? Hai đứa tao là hai con thuôn luồn tinh. Nghe tao nói, ngươi đang giữ viên ngọc ngừ đúng không? Giao ngọc ngừ ra, nếu không ngươi sẽ chết. Không, không bao giờ. Chú không thể nào cướp ngọc của con được. Bởi vì con đã tu luyện 100 cử năm rồi. Được. Ẩu 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 mày ẩu mày ẩu ẩu mày ẩu 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 anh trời ơi, nó con nít tự nhiên quánh nó chứ vậy. Nó ghét nhất cái chữ ẩu của nó đó. Nó là con nít, từ từ dạy bảo nó
Con. Dạ. Nói nghe nè, con ẩu hai tập xém chết rồi. Đây là chung kết, đừng có ẩu nữa nha con, ẵng đi. Ẩu. Giờ tao mới thấy mày đúng là anh em của tao đó. Giao Ngọc đây. Biết điều thì giao Ngọc ra. Đưa đây. Dạ. Vậy thì mày phải chết. Hay da, hãy xem tông lực của con đây. Dạ. Lùi cho ăn no té. Nên nói bậy. Mày nói cái này là lọt vô dòng nguy hiểm liền. Dòng nguy hiểm mà. Phải. Chỉ còn là trong kỷ niệm. Thời gian trôi qua mau. Thời gian trôi qua mau. Chỉ còn lại những kỷ niệm. Bạn yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, nhớ mãi bạn bè, nhớ mãi mãi trường xưa. Đưa Ngọc Ngừ ra đây, ép nó đi anh. Được, hồ đá đè. Rồi. Rồi. Có rồi. Trời ơi, hộp lúa. Thì dạ, con biết lúa năm nay sao căng mọng và trúng mùa dữ nè. Anh Tám ơi, anh Tám ơi, anh Tám. Ủa, chị Ba. À, chị Tám ơi, chị Tám. À, cái gì vậy chị Ba? Hồi sáng này nè, tôi đi ra thăm ruộng. Không biết sao mà ruộng lúa của nhà tôi nó bị rầy nâu. Trời ơi, tôi rầu hết sức luôn vậy đó. Trời ơi, còn nhà tôi cũng vậy. Ta nói cái đám ốc bù vàng nó bu lên. Cái đám ruộng nó trơn phẫu hay sao vậy đó. Nhà tôi cũng vậy đó. Trời ơi, đó là mấy anh chị không biết thôi. Chứ ăn ruộng nhà tôi xài thuốc xịt bỏ ba con rầy. Ta nói từ lúc xài nha, lúa chỗ đông đông, thuốc xịt bỏ ba con rầy. Bạn của nhà nông ngẫu nhiên bội thu. Tao ghét nhất cái chữ ẩu của mày. Mày ẩu hoài. Tao nói mày lì dữ vậy mày. Đưa Ngọc Ngừ ra đây. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ mày đâu? Mẹ đây. Hồ Biên. Hả mẹ? Này hỡi hai môn hồn luồn mắt dịch mắt phong kia. Nói chuyện với tôi. Anh cho vừa. Con của mẹ. Đừng nói vậy đó. Ba, người muốn cái gì? Ta muốn lấy Ngọc Ngừ của con bà. Ngọc người à? Phải. Ngọc người đang nằm ở trong người của ta. Vậy thì ta sẽ lấy Ngọc Ngừ trong người của Ngư. Được. Đâu có dễ dàng như vậy. Ông có nội. Ai biết đâu à? Đang quýnh tự nhiên ngủ ngang. Ôi, bớt cùng giùm tao đi.
tối ngày ăn với ngủ để đó cho anh. Để xem cái gì đây, võ công gì? Sợ chưa? Chưa sợ. Chưa sợ. Lại chưa sợ à? Phải. Chưa sợ. Ta cũng xuống. Sao vậy? Cách gì? Mệt rồi. Mệt rồi xuống mà được. Trời ơi! Vậy đi các con. Ủa, trời ơi, đang đánh lộn mà mày cũng ngủ được. Cái tặc này mày khoái lắm. Anh, cái gì? Tôi đánh như thế này không biết bao giờ mới thắng được bà. Hãy dùng tuyệt chiêu của anh em mình đi. Được. Nếu như bà không dám ngọc, cổ của bà nó sẽ chết. Giao ngọc ngừ ra. Mẹ ơi, đừng làm hại con ta. Mẹ ơi, bà sẽ giao ngục cho các người. Mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy mà mẹ. Dẫu cho thân xa tiêu tan, mẹ vẫn không mang liệu thân cứu hay. Khói ngọc rồi bà chết đi. Mẹ ơi, mẹ đừng chết con mẹ. Ta sẽ trở thành rồng. Bà kia, tại sao? Ngọc hả? Các người đã trúng bùa chú của ta rồi. Cái gì không phải của mình thì nó vẫn không phải là của mình. Cái gì của mình gì là của mình. Cái gì của mình không phải là của mình. Ta muốn gì? Các người phải đền tội độc ác của các người đã gây ra. Ta phải trở thành rồng. Anh ơi. Dạ khoan. Bà ơi, xin bà hãy mở rộng lòng từ bi mà tha cho anh con tội. Vì nếu như anh con chết đi thì con sẽ rơi vào cảnh lầm than đau đường xó chợ. Bát cơm không ai dâng, chén cà không ai rót. Vì khi sinh ra anh em con đã dính chùm như thế thì trời ơi, giờ đây bà nỡ giết anh con thì con phải biết sống làm sao. Con dập đầu xin ơn trên trong lòng. Thằng điên, mình là anh em đó, hại nhau vừa vừa thôi. Lơ lửng trên không trung vậy đó, rồi mày kiếm cái bài mày ca cho nhà thùng lòn vô. Biết rồi. Kiếm cái bài ngắn ngắn thôi, hoặc khỏi ca luôn đi, xin chỉ. Kêu lên lại đi. Đây ba nén trăm hương, em thành tâm
cầu, mong giông lên anh nhẹ nhàng siêu thoát. Thôi, đừng có đánh trống lảng nữa. Dòng họ suối của ta đã bao vây khắp khu rừng này rồi. Chị ơi, xin lỗi chị mà. Tha cho tụi em đi chị ơi, không dám nữa đâu chị ơi. Cái gì của mình thì là của mình, cái gì không phải của mình thì vẫn không phải là của mình. Ừ. Sao đau bụng quá vậy? Đi tìm chỗ này cho mình uống cái gì vậy? Đi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nha. Chỉ vì con mà mẹ đánh mất đi viên ngọc quý của mình. Trên đời này làm gì mà có ngọc con? Đó là hột bẹt mẹ đã mua ở ngoài chợ 3-4 ngàn 15 hột. Nhưng mà mẹ nói là con đang gìn giữ viên ngọc mà. Viên ngọc là con đó. Đối với cha mẹ, con cái lúc nào cũng là viên ngọc quý giá nhất của cuộc đời mình. Mẹ, thương mẹ quá à. Trời ơi, chỗ nào cũng bị chặn hết vậy rồi. Chắc chị tôi sao đây? Trời ơi, chắc chết quá.